À, xin chào chú bảy đã đến cuộc gọi với ba dây nha à, bữa nay à, tôi với chú sẽ nói xoay quanh về cái drama là sống do gia tộc nha chú bảy à đêm hôm qua đó à, coi như là chị ba của con bé mốm đã đăng tải một cái sao tết một cái bài học một cái cách sống đó không tao nói được khán giả cho rằng là chị ba của của con bé mốm là giết cho chú đó bởi vì cái tội là chú đã đá điểu cái chén cơm của chị ba này cho nên cái cú đá này nè nó ảnh hưởng rất lớn vì nó ảnh hưởng tới cả một cái đoàn hát của chị ba con bé mốm mà theo cái cách nói của chú đó Chú còn báo luôn cho rất nhiều cái đoàn hát khác nữa chú Trời đất quỷ thần của chú già rồi Nhưng mà sao mà những cái lời ngu xuẩn của chú thốt ra đó Phải nói là nó vô cùng ảnh hưởng Đúng là phải nói là chú báo từ gia đình cho tới xã hội luôn chú Bảy ơi Hồi đó chú báo gia đình, báo năm á Bây giờ già rồi, báo đời, báo đốm Tôi nói là chán chú quá trời quá đất Cụ thể đó, chú đã được là chị ba cô bé bóng này dạy dỗ như thế nào Bây giờ chú hãy tập trung để mà chú nghe à, Bà tôi phân tích nè <laughs> chú là ngôi sao lớn, tài danh của sân khấu cải lương hein? Là cái cách mà con à, chị ba của bé mốm dành tặng cho chú đó Đó là chị ba của bé mốm đã còn xíu bình tĩnh để gọi một cách phải nói là lịch sự nữa nha chú Chứ mà đối với cái nết mà ngáo của chú đó Sống không biết điều vô học, vô đạo đức, vô liêm sĩ như chú đó Thì à, mọi người tin nên gọi chú là cái ông già ngáo, cái ông già vô học đó thì đúng hơn Tại đây bước vào cái drama này phải nói này nhiều người có cơ hội thực hành khái niệm là không phải cái người già nào đáng được tôn trọng nha chú ta nói cố nghệ sĩ là một cái tượng đài là một ông hoàng cải lương hậu quả một cái người phải nói là vô cùng đáng ngưỡng mộ người người tôn trọng nhà nhà yêu quý phước đức của cố nghệ sĩ để lại cho con gái của ông thì hiện tại đấy con bé móng nó dùng mệt nghĩ cái người anh lớn vĩ đại như thế nhưng mà thật vô hậu khi mà có hai cái đứa em phải nói là trách nết vô liêm sĩ nói chung là mấy cái đứa em ăn hại không à em gái thì bào còn chú thì báo trời đất quỷ thần ơi bà sáu là cái người đầu tiên xứng đáng được không tôn trọng ha còn chú đó chú là cái người thứ hai đáng là nhận được cái sự ưu ái này đó nha chú bảy ta nói hai người nó vô liêm sĩ mất nhân cách phải nói là vô cùng đáng bị lên án và trừng phạt à, chú bảy biết không chị ba cũng có bé mớm khá bức xúc khi mà chú xúc phạm đến cái đoàn hát của cô ấy ông cũng là cái người ăn cơm tổ mà lại là đi công kích các cái đoàn hát khác như vậy đúng là phải nói là chú ngáo quá trời quá đất cả chú bảy Em, chị ba bé mớm đã dạy dỗ chú như thế này nè chú ơi chú bớt lại sống làm sao để cho em út nó còn tôn trọng dù là một chút xíu nha đoàn của con không phải là muốn nói gì thì nói nha vậy là các đoàn xã hội quá là long bông là hư nghề hết hả chú dạ chỉ có chú là có nghề hả chú chúc mừng chú nha không phải là không nói trực tiếp là sợ chú đâu nha chỉ vì là còn thương một cái người nữa nha nghe qua cái lời dạy dỗ vừa rồi của chị ba con bé móm xét thấy là chú à, nhục lắm phải không chú bảy chú công kích các cái đoàn cải lương xã hội quá phải không là lông bông là hư nghề rồi à, cho tôi hỏi nè cái gánh hát mà hiện tại của cái bà cô tét là là cái đoàn của à, vợ của ông là cái đoàn gì sao lại tự chửi mà như vậy ông Bảy? còn nhìn lại phía cái đoàn hát á, của cái bà cô tét thì à, chú chú xem đi mở lại show vé yeah, thì à, phải phát si mời ép người ta vào xem để mà ngồi cho chặt cái ghế để là quay phim để live stream phải là khoe với khán giả các kiểu các cái tiết mục á, thì phải nói là diễn như chơi không hề đầu tư trang phục á, thì phải nói là lượm thượm nhan sắc á, thì phải là gươm gớm vậy đó mà chú lại đi cà khịa à, cái đoàn hát của chị bà của bé mớm cái đoàn chuyên nghiệp ngày xưa tôi nhớ cũng có thời chú á, cũng là một cái nghệ sĩ của cái đoàn này mà vợ ăn nói như vậy đó không phải là ăn cháo đá bát hay gì không vậy nói năng phải nói là ngáo như vậy càng nói càng thể hiện cái nhân cách đạo đức xuống cấp ôi tệ quá trời quá đó cậu bảy ơi cà khịa nhưng mà không biết nhìn lại cái bản thân của mình cũng là nghệ sĩ nhưng mà cái bản thân của chú đó không còn hát nổi nữa đã thế đó quá khứ cũng phải đâu phải là nghệ sĩ nổi tiếng gì đâu chú y hệt như chị của cô chú thôi ta nói hai chị em toàn là dựa hơi vào là cố nghệ sĩ tức là anh của chú thôi cho buông ra một cái đó em thì ai mà biết đến hai cái gì nghệ sĩ báo bào này hả chú mình có tài có đức mình với cà khịa người khác thì người ta còn sợ còn nể Trời đất quỷ thần ơi, mình với cái vẻ rách mà đi là cà kìa người ta để làm gì hả chú? Để rồi mang nhục chứ làm được cái gì đâu chú. Chị ba của con bé móm dẫn dắt cái đoàn hát, ca là thành công. Bản thân cá nhân chị ba con bé móm cũng là cái tên là bán vé. Rõ ràng đó, chị ba con bé móm phải nơi đi diễn liên tục, thậm chí là đi diễn nước ngoài nữa chú. Những cái kẻ suốt ngày ngồi ở dưới đây giếng, rồi là đi rình mò, rồi đi sân si với người ta. Mà là không biết nhục hả chú, đó chính là chú đó chú bản thân của chú làm nghệ sĩ thì thất bại cho nên là chú đã làm cái nghề khác đó là cái nghề là chuyên đi ăn xác chết cái nghề là vô ơn cái nghề đồng sở hữu cái nghề là từ con cháu cái nghề là ăn cắp cái nghề la là làng trời đất ơi ông đúng là báo với những cái gì mà chú đang làm đó thì cái người mà chú báo tiếp theo chính là cái thằng tiểu hàng sản đó mầm non giải trí của chú đó đáng lý ra đó nếu như mà cái thằng tiểu hàng sản ấy ngay từ đầu á chú đừng lôi nó vào trong cái drama này đó thì nhiều khi đó nó còn có thể là âm thầm làm nghệ thuật ai biểu lôi nó vào trong cái chuyện này để làm cái gì lôi lên mẫu hát cho bác năm ruột thịt thà, trong cái trí tưởng tượng nghe để làm gì để nay cái thằng nhỏ ăn trọn cái nghiệp quả bao ứng và trong cái ra ma này đó đối với con ve đó chú chỉ là một cái kẻ là thay thế đối với con ve mà thôi hồi đó còn cậu năm thì con ve chỉ biết là mỗi cậu năm thôi để cậu năm giàu cậu năm có tiền cậu năm có quyền cậu năm có thế rồi cho đến khi mà cậu năm mất đó thì con Gia nó mới nhớ mình vẫn còn là cậu bảy tức là chú cơ bản xưa giờ đó nó che cậu bảy nó nghèo và dơ tại vì chú hình như bị ho lao không cho nên nó ít khi nào mà nó qua lại với cái gia đình của cậu bảy nó tức là chú nhưng mà giờ vì muốn có đồng đội mà nên nó mới cố gắng là tiếp xúc với chú mà thôi rồi ôm hung chú mà thôi chỉ là một cái người thay thế thôi mà nói chung đó là cái con chút thí thôi chú à Lôi chú vào cái chuyện này để sau này đó mà có cái người chia tiền án phí á không biết không ông bảy Trời ơi, ông cuối cùng chỉ là một cái người ngáo nhất ở trong cái drama này mà thôi ông à. Mất tất cả cái drama này khi mà kết thúc. Khi mà ông tự tay đã cắt đi cái sợi dây ruột thịt duy nhất trên cõi đời này đó. Rồi nhận cái kẻ dân người lạ về để mà làm người thân. Rồi sau này chắc cũng hiểu là thân ai lấy lo thôi nha ông Bảy. Ông thì cũng sắp gần đất xa trời rồi, đang bệnh rất là nặng. Bởi vì chính cái bản thân của ông còn công nhận là ông sẽ không sống được bao lâu mà. Sau này đó, phước đức đâu, mà để là xua tan cái nghiệp chướng đi xuống dưới nữa này không bảy <laughs> khổ cho ông bảy quá ông bảy ơi thôi bây giờ chào ông nha em hẹn gặp uh, chú uh, trong uh, những cái cuộc gọi tiếp theo nha chú bảy không chào chú